Xin chào mọi người. Có bao giờ mọi người tò mò về công việc của mình không? Liệu có phải make up là làm tô tô vẽ vẽ, son son phấn phấn lên trên mặt là xong? Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một chút về công việc của mình. Biết đâu chúng ta lại trở thành đồng nghiệp trong nay mai. Thực chất công việc của mình là một công việc sáng tạo, nhưng phải thực hiện nó bằng chân tay. Thế nên nhàn thì cũng nhàn mà vất vả thì cũng khá là vất vả. Nhưng mà công việc nào cũng thế thôi, đều có cái này cái kia mà. Có 3 cuốn sách khá là hay mình muốn chia sẻ với mọi người. Để làm sao mọi người có thể đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc sáng tạo, không chỉ giới hạn trong việc make up hay là làm những cái creative khác, mà sẽ còn là sáng tạo trong đời sống hàng ngày nữa. Khi mà chúng mình nắm rõ được những cái phương thức hoạt động của việc sáng tạo, thì cái việc trở thành một người đi đầu xu hướng là điều rất dễ dàng. Một ngày của mình thì sẽ bắt đầu với việc skincare như bao người khác thôi. Và đây là những cái đồ đạc mà mình phục vụ cho công việc của mình. Làm YouTube rồi là sáng tạo ra những cái layout make up cho những cái buổi lookbook, hoặc là đơn giản chỉ là mình thích sáng tạo thôi. Mình rất thích cái bàn phím với cả cái con chuột này, kiểu màu hồng rất dễ thương ấy. Mặc dù tất cả mọi thứ đều màu hồng nhưng mà tính mình không hề bánh bèo đâu mọi người. Trước khi làm việc thì mình sẽ uống cold brew để cho thật tỉnh táo. Vừa tỉnh táo nhưng cũng không có calo nữa. Yep, đây chính là bàn làm việc của mình. Còn đây chính là 2 cuộn nợ của mình. Bạn muối thì mới chỉ có 4 tháng thôi nhưng nó đã rất là mập. Còn bông thì 5 tuổi rồi. Mình thì thích làm việc trong bóng tối. Mình không biết tại sao, mặc dù mình biết là nó sẽ rất là hại cho mắt. Loại iPad mình sử dụng là loại iPad Pro 11 inch và Apple Pen 2. Đây cũng là chiếc thứ hai của mình rồi, bởi vì chiếc thứ nhất như thế này rồi mọi người. Có lẽ mình không nói thì mọi người cũng đủ hiểu rồi. Trước khi làm bất cứ điều gì liên quan đến art thì chúng mình cần phải lên concept với nhau. Tương tự, việc make up cũng thế, chúng mình sẽ cần phải lên layout theo chủ đề hoặc là xu hướng hay gì đó. Đây chính là một ví dụ cho việc từ concept cho đến việc triển khai concept đó. Mọi người có thể vẽ ra giấy, mà theo ngôn ngữ ngành thì đó chính là phê chạc đấy mọi người. Khi mọi thứ được cụ thể hóa ra thì làm gì cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trước tiên chúng ta cần tìm nguồn tài nguyên ý tưởng. Bạn có thể inspire hoặc bạn có thể tự sáng tạo. Nếu như chưa đủ khả năng sáng tạo thì hãy inspire một ai đó. Việc học tập một cái gì đấy của người khác không hề xấu, nhưng hãy cố gắng phát triển nó trở thành của mình, tức là nó mang dấu ấn của chính bạn á. Và app mình sử dụng đấy chính là Pinterest. Chắc là sẽ rất nhiều người quen với cả cái app này rồi. Đây là một cái app tìm kiếm thông tin về hình ảnh. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ những cái ý tưởng ở trong đầu của mình ra bằng phần mềm Procreate. Đây là một cái app mình dùng cực kỳ nhiều. Mình sửa ảnh này, mình sửa ảnh thumbnail này, mình hầu như mình thay thế hoàn toàn cho việc sử dụng Photoshop. Để dễ dàng cho việc vẽ ở trên iPad thì mọi người nên mua cái vỏ bút và cái iPad paper. Nó là một cái dán màn hình và sẽ có cái độ nhám và rất là dễ vẽ, mang lại cho người vẽ một cái cảm giác y như vẽ trên giấy vậy. Sau đó thì mình sẽ list sang bên cạnh những cái sản phẩm, đồ make up mình cần sử dụng, hoặc là những cái phụ kiện mình cần sử dụng cho cái layout này. Xong rồi, bây giờ thì mình sẽ đi thực hiện nào nhé. Mọi người đừng bao giờ nghĩ việc vẽ đẹp nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc make up đẹp nhá. Ngày xưa mình học tốt nhất lớp ở lớp vẽ của trường kiến trúc đấy. Quan trọng là bạn phải chăm chỉ và làm thật nhiều vào. Và vẽ phê chạc thì nó sẽ chỉ là cái công cụ để mọi người đưa cái ý tưởng ở trong đầu của mình ra phía bên ngoài thôi. Thế nên mọi người không cần nhất thiết phải vẽ phê chạc thật là đẹp, thật là nắn nót nhá. Trừ khi bạn chọn đấy là một trường phái phát triển của riêng cá nhân bạn. Hãy thân thiết với mình hơn bằng cách follow Instagram của mình hoặc là vào group private của mình. Ở đó chúng ta có thể chia sẻ với nhau về make up, về skincare hay là về những thứ rất rất là đời thường ý. Mọi người thấy sao về công việc này? Mọi người có muốn trở thành một đồng nghiệp của mình không? Hãy comment xuống bên dưới cho mình nhá. Rất cảm ơn mọi người đã xem hết video này, bởi vì mình biết mọi người đã yêu quý mình rất nhiều thì mới xem hết đến cuối luôn ý. Đừng quên follow channel của mình để xem thêm những video thú vị hơn nhé. Hẹn mọi người trong video sau. Bye bye!